Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Và kính thưa quý Phật tử đạo tràng chùa Thiên Long, buổi tối hôm nay ngày 29 tháng 11 năm Nhâm Dần 2022 là ngày sám hối định kỳ của Phật chế. Mỗi tháng chúng ta người Phật tử thì cả hai kỳ để chúng ta về tất cả các tự viện để chúng ta sám hối. Thì trước nhất là chúng ta bày tỏ tấm lòng tôn kính đối với chư Phật hoặc chư Bồ Tát. Mình đối trước với Tam Bảo là thành tâm sám hối những tội lỗi, những lỗi lầm trong quá khứ, trong nhiều kiếp, cũng như là đối trước Tam Bảo mình nguyện với lòng mình cố gắng tu sửa tâm tính mỗi ngày một tốt hơn, không phạm những lỗi lầm đáng tiếc nào đó gây cho những cái đau khổ cho người khác, người thân trong gia đình, cũng như là bà con tất cả mọi người xung quanh. Thì kính thưa các Phật tử, thì ngoài cái việc mà chúng ta làm để sám hối đối với Tam Bảo như vậy, chúng ta người Phật tử cũng nên mỗi tháng chúng ta cố gắng tập hạn chế hai ngày, ngày một bộ một cũng như là ngày rằm, và được nữa thì chúng ta hạn chế bốn ngày, ngày 14 ngày rằm, ngày 30 một. Sau đó thì chúng ta tiến lên, chúng ta chơi 6 ngày lại hoặc 8 ngày trong tháng. Thì cái việc ăn chay thì chúng ta hạn chế cái nghiệp sát sanh, giết hại các loài động vật, để mà chúng ta có thích thì cái nghiệp sát, cái quả báo cũng rất là lớn mà chúng sanh sẽ phải gánh chịu khi mà chúng ta ăn những các loại thịt động vật mà cướp đi cái mạng sống của chúng, gây ra cái oán thù, cái oán hận của các loài động vật. Để chúng ta ăn chay nhưng mà chúng ta tránh được cái nghiệp báo do mình ăn thịt, do mình sát sanh giết hại đoạt đoạn sống của chúng sanh. Thì ngoài việc chúng ta ăn chay, người Phật tử cố gắng chúng ta làm các việc công đức lành, bố thí, rồi chúng ta giữ gìn giới pháp, đặc biệt là năm giới của người Phật tử tại gia, chúng ta phải cố gắng giữ gìn tập lành lành, không sát sanh giết hại, rồi không gian tham trộm cắp, không tà dâm đại tình, không nói những lời trái với sự thật, không nói những lời hôn mát chửi bới. Chúng ta không có sử dụng cho mà rượu bia say xỉn vân 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 vân, chúng ta giữ gìn được những cái việc đó để mà chúng ta tu tập được các cái thiện nghiệp thiện lành. Vì chúng ta phạm và những cái điều vừa nêu đó thì nó sẽ gây hại cho bản thân của mình cũng như là người thân gia đình cũng như là toàn xã hội. Chúng ta phạm cái điều cấm kỵ đó, chúng ta giữ gìn cho nó là cái chuẩn mực của người Phật tử tại gia, đạo đức cơ bản của xã hội. Những người Phật tử xin nhắc lại là chúng ta sám hối, chúng ta làm việc thiện, các việc công đức, chúng ta giữ gìn mà năm giới, chúng ta sống một đời sống mà chân chính, người có đạo đức trong xã hội thì mang lại sự bình an, sự hạnh phúc, sự bình an cho bản thân của mình, gia đình của mình, cũng như là góp phần cho xã hội được yên bình. Thì tối hôm nay này, ngày năm ngày để sám hối, thì thầy xin có ít lời xin nhắc lại đến các vị Phật tử cũ cũng như là các Phật tử mới, để chúng ta cố gắng chúng ta thực hành
đúng với những lời Phật dạy, rồi chúng ta tiến lên từ từ có cái đời sống thánh thiện, đời sống thanh hoa Di Đà Phật. Và xin các vị chúng ta giờ đây thành tâm hướng về ba ngôi Tam Bảo Bát Đảnh để chúng ta thực hiện nghi thức sám hối. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thập Phương Từ Đô Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Từ Đô Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Từ Đô Tam Bảo, Nam mô Thập Phương Từ Đô Thank you.
Thank you.
Quan Phật Na.
Yeah.
Na thi tâm đảnh lễ
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.